Hi xin chào tất cả các bạn, mình sẽ giới thiệu cho anh em chơi vị tướng Vera, hay còn được biết đến với cái tên nữ hoàng bóng tối, là một pháp sư đường giữa liên quân mobile vô cùng mạnh mẽ. Mang trong mình khả năng dồn sát thương đơn mục tiêu nhanh chóng, Vera đang từng bước khẳng định lại vị trí của mình trong các trận đấu xếp hạng. Cùng phân tích sức mạnh của Vera trong mùa 19. Bảng ngọc trang bị phù hiệu thích hợp nhé. 1. Điểm mạnh của Vera đến từ các chiêu thức với lượng công phép cao suốt trận đấu. Khả năng khống chế và dồn sát thương đơn mục tiêu rất hiệu quả. Sát thương diện rộng mạnh và liên tục từ chiêu thức một cũng một lợi thế lớn với cô nàng nữ hoàng bóng tối này. Điểm yếu như bao tướng pháp sư khác, Vera cũng nằm trong diện các tướng thuộc danh sách máu giấy. Cô nàng luôn là mục tiêu trọng yếu team đối phương cần tiêu diệt hàng đầu. Kèm với đó là các chiêu thức Vera tung ra tốn khá nhiều năng lượng, nếu sử dụng nhiều chiêu thức liên tục cô nàng có thể rơi vào tình trạng cạn kiệt mana. Vera cũng thuộc danh sách các tướng thiếu cơ động vì chiêu thức không có các hiệu ứng lướt biến ảo. Tướng đồng minh vì là một tướng pháp sư có sát thương cực cao và thiêu cơ động nên những tướng có thể đi chung được với Vera là các vị tướng bảo kê tốt như Bô Đầm, Gildua hay Rui. Các vị tướng này sẽ mang lại sự an toàn nhất định để Vera có thể tự tin tung ra các chiêu thức vô cùng mạnh. Tướng khắc chế và dĩ nhiên đối với các tướng pháp sư thì các vị tướng sát thủ có sát thương cao sẽ là mối hiểm họa tiềm tàng. Với Vera cũng vậy, các tướng sát thủ như Kriegnak, Butterfly hay Keeper sẽ có thể dễ dàng tiêu diệt cô nàng chỉ với một combo chiêu thức mà không tốn quá nhiều thời gian. Combo chiêu thức người chơi Vera có thể combo chiêu thức như sau. Dùng chiêu 2 để áp chế, gây sát thương và cố định đối thủ. Dùng chiêu 1 ngay sau đó để gây sát thương. Dùng chiêu cuối để dồn sát thương và kết liễu đối phương. Cách chơi Vera 1. Giai đoạn đầu game, giai đoạn đầu trận đấu là lúc Vera cần tận dụng lượng công phép cao để mang lại lợi thế sớm. Dọn lính ở đường giữa nhanh và liên tục đảo qua các khu vực khác để có thể lấy lợi thế ngay từ đầu trận. Người chơi Vera cũng có thể quấy nhiễu rừng đối phương để mang lại lợi thế cho rừng đội hình. Giai đoạn giữa game, ở giai đoạn giữa trận đấu là lúc Vera khá mạnh nhờ các trang bị đã mua. Vera cần tham gia các giao tranh nhỏ lẻ để có thể cùng đội hình tiêu diệt team đối phương. Mặc dù đã mạnh nhưng không vì thế mà Vera được phép hổ báo, chọn cho mình vị trí thích hợp để né tầm mắt của các tướng sát thủ team đối phương sẽ tăng tỷ lệ thắng giao tranh cho đội hình. Giai đoạn cuối game, ở giai đoạn cuối trận đấu là lúc Vera nên thật sự cẩn trọng, chọn cho bản thân vị trí an toàn để tham gia giao tranh tổng. Vì đơn giản lúc này các sát thương chủ lực team đối phương đã có đủ trang bị cần thiết và chỉ cần một sai lầm nhỏ thì cô nàng nữ hoàng bóng tối này có thể nằm xuống mà chưa cống hiến được quá nhiều. Chiêu cuối của Vera mang một lượng sát thương cực lớn và khả năng chỉ định đối phương nên người chơi cần tung ra một cách hợp lý, tránh tình trạng tung chiêu cuối vào chống chịu team đối phương. Hy vọng với bài viết hướng dẫn chi tiết tướng pháp sư đường giữa Vera sẽ cho người chơi hiểu thêm về cô nàng nữ hoàng bóng tối này. Qua đó chọn được cho mình lối chơi, tướng đồng minh hay tướng khắc chế một cách hiệu quả nhất. Đừng quên để lại bình luận các vị tướng mà bạn yêu thích bên dưới để mình có thể review sớm nhất các vị tướng các bạn yêu thích nhất nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.